xin chào anh em trên cái bàn mình là một con cưa lọng của điều quơ đang được giảm giá rất là hấp dẫn luôn nếu như anh em nào thích thích điều quơ là fan của điều quơ thì quá tuyệt vời để anh em bổ sung cái máy cưa lọng này thì con cưa lọng này rất là khủng luôn anh em nhé nếu anh em đã từng xài qua con 349 thì anh em thấy nó đã ngon đúng không con này còn ngon hơn thì con này mắc hơn tới cả triệu lực. à, bình thường anh em không có mua máy này tại vì nó mắc quá à, và ngày hôm nay anh em sẽ phải mua nó vì hôm nay nó rất là rẻ nó đang có giảm giá mấy anh trai ơi và đang giảm giá là bao nhiêu Trời ơi chỉ còn có 1 triệu 927 ngàn thôi Bình thường em mua nó là 2 triệu 350 ngàn Hôm nay chúng ta giảm 1 triệu 927 còn được trả góp nữa Trả trước khoảng hơn 600 ngàn là có thể sở hữu cái máy này rồi Dành cho tất cả những em ở mọi miền tổ quốc ngồi nhà mua hàng trả góp không phải tưởng tượng được nhưng điều đó là điều thực sự nên anh em mua hàng để so một nha Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái máy này nó như thế nào nha mọi người nha Thì cái này là cái con gì? Con DW341K à, Dòng máy này là dòng máy cưa lọng cưa được cái chậu dày là tới 85 85 à 8,5 mm 85 mm là 8.5 cm đó anh em nha, rất là dày luôn. Đựng cho một cái thùng. Nếu anh em mua dòng 349 thì nó đựng trong hộp giấy, dòng này đựng trong thùng luôn, thùng nhựa luôn, quá đẹp luôn. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem bên trong nữa nha. À, đây. Bỏ cái giá xuống cho anh em dễ coi nè. Đó, đã chưa? Đấy, cái máy của chúng ta đây. hoa 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 quá đã luôn mấy anh trai ơi đó à, con này được thiết kế nhìn rất là đẹp đó, rất là ngầu như trái bầu luôn à, và nó có những cái ưu điểm như sau thứ nhất là anh em thấy cái vàng cơ à, để à, nói vậy nó khó coi quá cho anh em coi gần để anh em thấy nó đã như thế nào ha đây anh em thấy đầu tiên là cái vàng nhựa cái vàng nhôm quá đẹp luôn chế độ đá lưỡi nè hai chế độ đá lưỡi nè nó có thêm một cái vàng giống như hàng rào con <laughs> này thì có một cái cái cái, cái khuyết điểm cũng là ưu điểm luôn là cái cách gà lửa của nó thì không phải là gà tự động anh em sẽ vặn hai cái con ốc này nhìn thì có vẻ hơi chậm chạp nhưng mà được cái nó chắc chắn và nó khó bị hư nếu mà hư cũng dễ sửa cái dòng tự động thì cái kiểu nó nhanh nhưng mà nó hư thì lại khó sửa cái mâm của con này thì không có phải là mâm nhâm đúc mà nhâm mâm dập nhâm cái thép dập mà rất là dày và nhìn nó rất là cứng cáp luôn anh em nhá con này thì nó khá là cổ điển mình nghĩ là do nó thiết kế trước cái mẫu của cái con 349 nên là nhìn nó khá là cổ điển nhưng nếu ai thích cái sự cổ điển này thì đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời luôn anh em nhé con này công suất của nó là 550W. À, sản xuất tại Trung Quốc và bảo hành cho mình chính hãng 3 năm. Đây, nó có chỉnh uh, giới hạn tốc độ tối đa trên này. À, không phải là chỉnh ở trên đây như là cái con 349 anh em ha. À, vẫn có chế độ đá lưỡi luôn. Con này thì được thiết kế rất rất là đẹp, à, rất là đẹp. Mình rất thích cái kiểu uh, kiểu cổ điển nha anh em nha. À, giá nó bình thường thì rõ ràng nếu mà bỏ hơn 2 triệu mua thì anh em cân nhắc á. Nhưng mà hôm nay anh em mua khoảng triệu mấy, mắc hơn con kia một chút thì nó không phải là một cái gì một cái gì anh em đáng suy nghĩ đâu đây vì cái máy này chạy rất là đầm à, máy cưa lộng thì anh em biết ngoài công sức ngoài khả năng cắt à, ngoài những cái chế độ như đá lưỡi gài lưỡi nhanh hay đa tốc độ thì cái điều quan trọng cuối cùng nữa là nó phải đầm à, cắt nó phải đầm tức là mình cắt đường cắt nó ra nó nhẹ nhàng nó ngọt đó, à, và cái con này thì mình thấy nó đảm bảo được chuyện đó anh em nha Đây mình giới hạn tốc độ tối đa ở đây nè Đó, Wow, quá êm luôn, quá êm luôn em ơi Hàng chỉ nó mắc, hàng chỉ nó mắc hơn Nó mắc hơn tại vì nó êm, nó đậm Giống như anh em xài máy cơ lỏng của guitar, Anh Em sẽ thấy thường máy Magita nó sẽ êm lắm À, do vậy máy ta hay mắc <laughs> và đi kèm theo cái bộ máy này là nó cho mình tới ba cái lưỡi lần một cái lưỡi cắt gỗ một cái hai cái lưỡi cắt gỗ và một cái lưỡi cắt nhôm sắt à, và một cây lục giác để anh em mở lưỡi và tất nhiên là mình nói với anh em cái điều ăn tiền của nó là có cái thùng đó cái thùng rất là đẹp thùng đều quơ <laughs> bảo hành chính hãng 3 năm anh em mua hàng không phải lo vấn đề về bảo hành anh em ha mình xài tạt ra luôn Đó. À. nếu đổi cái thật Mình bảo hành cực kỳ đơn giản luôn và khi anh em mua hàng tại sao mà thì có một ưu đãi là đổi trả vòng 30 ngày ba ngày đầu được đổi trả hoàn tiền một trăm phần trăm à. nếu mà mình không hài lòng còn đầy đủ hóa đơn chứng từ mới là anh em qua mình trả tiền cho anh em luôn đó chẳng hạn như mua về thấy nó không hài lòng hoặc đưa về đổi ý hay mua về dạ chửi thì qua đây đổi tiền đổi lại lấy tiền à, cho ba ngày đầu là lấy 100 trăm còn những ngày sau đương nhiên anh em số tốn một cái phần phí à, thì cái đó là chính sách bán hàng tử tế anh em có thể tham khảo trên website của 1 vn à, so là 1.vn xuyệt là bán hàng tử tế nó ra anh em ha là anh em vô thẳng vô phần chính sách phía bên dưới phần cái phần chân trang của website mình nó có cho anh em coi đó à, không có thiếu gì hết đó rồi nếu anh em muốn mua hàng thì làm sao rồi giá thì đã rẻ rồi nó chỉ có 1 triệu 927 ngàn thôi giờ muốn mua lắm rồi giờ sao đây thì à, có những cách mua hàng như sau một là anh lên thẳng trên website so 1.vn máy này có sẵn trên web luôn giá mà đã xét sẵn giảm luôn rồi cứ vô mà mua thôi Cách số 2 là anh em vô hotline à, Gọi điện thoại cách này thì những chú bác, những cái cô chú bác thích nè Tại vì nó dễ ha Và cách thứ ba nữa là đến trực tiếp dành cho những ai mà ở Sài Gòn chạy qua coi thử tư vấn các kiểu hết à, Hít thì mua đó, trời ơi đã lên anh em nha Và cái máy này anh em mình nói với anh em những ưu đãi này, anh em mua hàng là anh em được giảm giá rồi Hỗ trợ trả góp không tính phí Mình trả bao nhiêu tiền à, Giá của nó là 1 triệu 927 thì anh em sẽ trả đúng 1 triệu 927 chạy góp mà không có thêm đồng nào luôn kỳ vậy ta trời ơi nó vậy đó anh em nha mình cứ chia làm ba mình trả thôi đó à, cực kỳ đơn giản luôn và thủ tục chỉ trong vòng 30 giây là xong chỉ cần gì số điện thoại chứng minh nhân dân và một cái địa chỉ ngồi ở nhà làm thôi trời ơi đã không có phiền hà ai hết à, không có phiền ai hết á và tỷ lệ thành công với anh em hiện tại là hơn 90% phần trăm hiếm lắm với những trường hợp nào không thành công thôi à, thì không thành công chứ giờ mình xui <laughs> thì đó cũng chẳng biết sao nếu anh em nào đến trực tiếp mà anh em trả góp anh em có thể trả cái kỳ đầu tiên bằng tiền mặt nữa không cần phải chuyển khoản luôn dành cho những anh em nào không có tài khoản trừ rất cư nữa đã và đặc biệt là anh em còn được tặng thêm một cái chơi điện thoại của đề World độc quyền so một chỉ có mình so một có thôi Trời ơi, cái kê điện thoại đó đẹp như thế nào, anh em mua đi về biết nó đẹp như thế nào Đã lắm á, giờ mình cho anh em coi mất công anh em ghiền, anh em mua nữa à, Rồi sau nói mua mua hàng gì cái kê điện thoại thì nó kỳ lắm Mình hãy mua gì cái máy gọi kê, có thì vui thêm anh em ha Rồi nếu anh em thấy cái chương trình này, cái video này hay thì còn Ngần ngại gì mà không cho mình like, là nhấn cái subscribe, đăng ký, là nhấn cái chuông để Thôi có chương trình mới là anh em nhận lực liền không cần phải kiểu trời ơi nhưng có chương trình mà không nói tôi biết trời ơi anh nhắn vô cái chuông đi đảm bảo thì anh sẽ biết liền luôn ngay và luôn khi mình đăng thông tin lên và anh em có thể chạy qua anh em mua là người đầu tiên luôn trời ơi cái cảm giác là người đầu tiên nó đã lắm anh em ha rồi cảm ơn anh em rất là nhiều mình là vinh hẹn gặp lại anh em ở store một nha xin chào và